xét tuyển y khoa bằng môn văn cần sớm có chuẩn chương trình đào tạo. Theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Y tế phải chủ trì việc xây dựng chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe, trong đó bao gồm chuẩn đầu vào. Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao về việc một số trường đại học đưa các tổ hợp có môn văn vào tuyển sinh ngành y khoa. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo đại học nói chung, ngành y nói riêng cho rằng đó là tổ hợp lạ đối với tuyển sinh ngành y, đồng thời lo ngại nguy cơ chất lượng đào tạo không đảm bảo. Theo đại diện Cục Khoa học Công nghệ, Đào tạo, Bộ Y tế cho rằng các trường có quyền chọn tổ hợp để tuyển sinh khối ngành sức khỏe, nhưng cần có trách nhiệm với thí sinh để tuyển sinh, đào tạo có chất lượng. Đồng thời, đại diện Bộ Y tế cho rằng các trường đại học đó có trách nhiệm giải trình căn cứ của việc lựa chọn này. Hôm qua, tức ngày 28 tháng 5, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ với báo chí quan điểm của bộ này về việc một số trường đại học đường tổ hợp có môn văn để tuyển sinh ngành y khoa. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, trong cuộc bàn luận về môn văn trong tổ hợp tuyển sinh y khoa ở một số trường đại học tư thục, ý kiến các chuyên gia, các trường đào tạo về y khoa trong vấn đề chuyên môn này là rất quan trọng, là tín hiệu rất tích cực. Bên cạnh đó, các trường đại học liên quan cũng tiến hành trao đổi, giải trình với xã hội, với thí sinh, với cơ quan quản lý nhà nước. Điều này thể hiện tính tích cực, toát lên tinh thần tự chủ, đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình. Bộ Giáo dục Đào tạo luôn lắng nghe, tiếp thu để có những điều chỉnh, chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Do vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá rất cao việc cơ quan báo chí đã truyền tải tiếng nói chuyên môn của các chuyên gia, ý kiến từ các trường đào tạo y khoa. Đây là cái góc nhìn rất quan trọng đối với các cơ quan hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, qua các ý kiến, tiếng nói của các cơ quan chuyên môn, của các chuyên gia, gia đình, phụ huynh và thí sinh có thêm các thông tin đa chiều để nghiên cứu, lựa chọn. Bà Thủy nêu ý kiến. Cũng theo bà Thủy, quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định rõ mỗi phương thức tuyển sinh mà cơ sở đào tạo quyết định sử dụng phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách thức sử dụng kết hợp các tiêu chí để phân loại, xếp hạng và xác định điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh theo yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo. Tiêu chí đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học chương trình, ngành đào tạo. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ rà soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường. Trong trường hợp cần thiết, sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo, giải trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Thủy cũng cho rằng, liên quan tới việc các trường đại học dùng tổ hợp có môn văn để xét tuyển, đại học ngành y khoa, vai trò của Bộ Y tế cũng đặc biệt quan trọng. Một lãnh đạo trường đại học khối y dược cho biết, cho đến nay, Bộ Y tế cũng chưa triển khai, xây dựng được chuẩn chương trình đào tạo cho khối ngành sức khỏe. Mặt khác, dẫu các bộ liên quan thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà hiện tại, quý 2 năm 2023 chưa có chuẩn đào tạo trình độ đại học ngành sức khỏe, thì cũng phù hợp với tiến độ được quy định trong quyết định số 436. Để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế cần phải có sự chuẩn bị tích cực hơn để sớm trình Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn đào tạo các trình độ khối ngành sức khỏe. Nhưng trong giai đoạn bản lề này, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần thể hiện quan điểm mạnh mẽ trong việc yêu cầu các trường đại học phải thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh.